Phú Khánh và Việt Anh mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, hôm nay ngày 19 tháng 8, dân tộc Việt Nam kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021. Đây được coi là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và 76 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển. Ngày 19 tháng 8 cũng là kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Lịch sử truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam trong 76 năm qua đã được tô thắm bởi máu đào của hơn 20.000 liệt sĩ, thương binh bằng những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng chục ngàn người có công với cách mạng và lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an qua các thế hệ. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin được gửi đến các cán bộ lão thành, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn thể các tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân qua các thời kỳ, các thương binh, thân nhân liệt sĩ thuộc lực lượng công an cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trở lại với nội dung chương trình, sau đây là những thông tin nổi bật đáng chú ý. Bắt đối tượng giả danh đại tá cấp cao để thông chốt kiểm dịch. Chuyên mục nóng trên mặt báo, về quê theo cách tự phát, làm sao chống dịch được. Chủ tịch nước trao huy hiệu đảng nhân 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân. Robot làm từ đồ điện bỏ đi thành giúp việc đắc lực trong đại dịch. Sáng ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1967, thường trú ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, có hành vi giả danh cán bộ cấp cao để thông chốt kiểm dịch. Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8, lực lượng cán bộ chiến sĩ trực chốt kiểm dịch cầu Dòng Sao thuộc khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ yêu cầu một người đàn ông chạy xe máy mang biển kiểm soát 59N1-53816, mặc quân phục quân đội nhân dân và mang hàm đại tá. Cán bộ trực yêu cầu dừng xe kiểm tra thủ tục thì người này bất ngờ trồ ca bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ phải truy đuổi khoảng 3 km thì người này bị mất lái ngã xe. Người đàn ông này được đưa về trụ sở phường Vĩnh Tường làm việc. Tại đây, người này thừa nhận trang phục quân đội nhân dân do người quen ở Nghệ An tặng, đã mặc nhiều tháng qua, tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, đang thi công công trình Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang và một số công trình khác. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai, không công tác hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện sự việc đang được Công an thị xã Long Mỹ xác minh làm rõ. Thú vị, ngày 18 tháng 8, Công an phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố Vinh. Được biết, tiền công để đối tượng này đưa người qua chốt kiểm soát có giá từ 30 đến 50.000 đồng. Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối ngày 17 tháng 8, tại khu vực đường Tránh Vinh thuộc khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, cơ quan công an cùng lực lượng bảo vệ chốt kiểm soát dịch tại đây đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, ngụ xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, đang có hành vi lén lút đưa hai người không rõ lai lịch vào địa bàn thành phố Vinh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số phương tiện di chuyển của đối tượng và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Văn Lợi khai nhận lợi dụng sự thông thạo địa hình, biết nhiều đường tắt, lối nhỏ có thể né tránh các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào, nên Lợi đã tìm cách lén lút đưa người vào thành phố nhằm thu lợi bất chính. Khi thực hiện hành vi trót lọt, người được đưa vào phải trả cho Lợi từ 30 đến 50 ngàn đồng tiền công. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, đối tượng Nguyễn Văn Lợi đã thực hiện trót lọt 2 lượt người. Đến lần thứ 3, khi đang thực hiện hành vi thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, dù hết sức mong muốn, nỗ lực, quyết tâm, nhưng lúc này phải nhìn nhận thực tế là thành phố Hồ Chí Minh tuy đã căng mình, vẫn không thể chăm lo chu đáo, đủ đầy cho người lao động, sinh viên nghèo đến từ các tỉnh. Như vậy, ngày 16 tháng 8, Thủ tướng có công điện yêu cầu không để người dân tự ý rời nơi đang giãn cách,
trường hợp người dân cần thiết phải về quê sẽ được tổ chức đưa đón an toàn, chu đáo. Việc lúc này là các tỉnh cần nhanh chóng lên kế hoạch bài bản đưa người dân có nhu cầu cần thiết từ thành phố Hồ Chí Minh về, chính là sẽ chia trách nhiệm gánh nặng với thành phố Hồ Chí Minh vốn đã oằn mình chống chọi với dịch trong nhiều tháng qua. Số thống kê thành phố Hồ Chí Minh có 9 đến 10 triệu người, nhưng thực tế còn có vài triệu người ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Trung xa xứ đến mưu sinh. Thành phố đóng cửa chống dịch, họ mất việc làm, nguồn thu nhập bị cắt đứt. Gánh nặng tiền trọ, cơm áo, chi phí sinh hoạt đã nặng, nay đè nặng hơn. Nhiều ngày qua, dù được yêu cầu ở đâu ở yên đấy, thậm chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã mời ở lại. Nhưng lúc này trước mắt người dân xa quê là 4 cái khó. Thứ nhất là cái ăn, thứ hai là tiền trọ, thứ ba là tình hình sau 15 tháng 9 thế nào khi đã giãn cách từ cuối tháng 5 đến nay. Thứ tư là có được an toàn trước dịch dù thành phố cam kết họ sẽ được chích ngừa. Bốn cái khó này đã đẩy người xa quê vào tình thế phải lựa chọn ở hay về. Người dân và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực không để ai thiếu đói. Tiền trọ khá nan giải, dù chủ trọ có giảm cho nợ nhưng đã nợ vài tháng và tiếp tục còn nợ do chưa được đi làm. Còn việc làm phải tùy vào kết quả chống dịch. Trước mắt là thêm một tháng nữa, nhưng học sinh đã phải chuẩn bị 10 tuần học online. Chắc gì sản xuất kinh doanh trở lại bình thường để đi làm. Những cân nhắc đó là câu trả lời cho sự kiện hàng ngàn người dù biết nguy hiểm, khó cho công tác chống dịch nhưng vẫn khăn gói về quê khi thành phố Hồ Chí Minh công bố giãn cách đến ngày 15 tháng 9. Chính phủ chỉ đạo ai ở đâu ở yên đấy để ngăn người dân về tự phát có nguy cơ làm lây dịch bệnh. Điển hình là 400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận đã dương tính. Nhưng dịch vạn biến, chính sách không thể bất biến và phải thay đổi cho phù hợp. Dịch bệnh còn kéo dài ở thành phố. Người ở lại dù có được chăm lo thế nào cũng không đầy đủ như khi họ tự kiếm sống, tự lo cho bản thân. Vì vậy, giai đoạn này, chính phủ nên có cơ chế để các địa phương tổ chức đón người dân thực sự có nhu cầu của tỉnh mình từ thành phố Hồ Chí Minh về lại quê hương. Ngoài nguồn lực ngân sách các địa phương, chính phủ hỗ trợ thêm để các địa phương tổ chức đưa người dân về quê chu đáo nhất từ y tế, cách ly, ăn uống. Có thể nói, mới hình thành ra quy trình về quê bài bản, nhịp nhàng giữa các địa phương không chỉ an toàn cho người về mà còn phù hợp với yêu cầu chống dịch. Có thế mới huy động được nguồn lực, nhân lực từ bộ đội, công an, xã phường, doanh nghiệp cá nhân cùng đưa bà con về quê an toàn. Không chỉ thế, thiết nghĩ quy trình về quê còn phải được khép kín, tỉnh nhà phải lo cho bà con hội nhập cuộc sống sau khi hoàn tất cách ly. Không chỉ cái ăn, còn là học hành cho con cái của họ, việc làm cho người trong độ tuổi lao động. Thậm chí khi thành phố Hồ Chí Minh bình yên hoặc nơi khác an bình, người dân có nhu cầu ra đi kiếm sống, hãy hỗ trợ họ cho đến ngày ra đi. Không ai có thể dự liệu được dịch bệnh kéo dài đến lúc nào, nhưng có thể thấy rõ ràng nguồn lực ngân sách, nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh đang và nên dành tối đa cho công tác dập dịch. Bởi vậy, đừng vì lo sợ mà không tổ chức bài bản, an toàn để người có nhu cầu cấp thiết được về quê. Một quy trình về quê chính là đạo lý, nghĩa tình và trách nhiệm của chính quyền với người dân của mình. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 1945. 19 tháng 8 2021 và lễ trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Trong những năm qua, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương giải pháp, chiến lược quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, cùng với y tế, quân đội, lực lượng công an tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, đã có những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Đánh giá cao những đóng góp và chia sẻ những khó khăn mất mát của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong cuộc đấu tranh với đại dịch COVID-19 vừa qua, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy sức mạnh để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tôi đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương
Bộ Công an tiếp tục tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trung kiên, mẫu mực, coi trọng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như đồng chí Tổng Bí thư thường nhắc. Luôn sống chết vì đảng, chỉ biết còn đảng là còn mình. Kiên quyết đấu tranh với những cán bộ, chiến sĩ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, luôn vững vàng quan điểm lập trường cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng tặng Đại tướng Tô Lâm, trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Đại tướng Tô Lâm cũng đã trân trọng trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau một tuần sàng lọc thu tuyển tình nguyện viên, ngày 18 tháng 8 tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 với các tình nguyện viên thuộc 3 xã, Minh Lãng, Việt Hùng và Bách Thuận. Đây là vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển, như là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam, được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người sau vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Thái Bình là địa phương duy nhất trong cả nước được lựa chọn tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 với 375 tình nguyện viên chia làm 3 nhóm tuổi từ 18 đến 39 tuổi, từ 40 đến 59 tuổi và nhóm từ 60 tuổi trở lên. Trong quá trình tiêm thử nghiệm, nhóm nghiên cứu chia làm 3 nhóm tiêm với mức liều 3 microgram, 6 microgram và nhóm tiêm vaccine đối chứng AstraZeneca. Đây cũng là điểm khác biệt so với giai đoạn 1 khi dùng vaccine AstraZeneca đối chứng thay vì dùng giả dược như trước. Sau cái buổi tiêm liều thứ nhất thì chúng tôi có cái khám để đánh giá tính an toàn 7 ngày sau khi tiêm. Thì cái 7 ngày đó thì bởi vì không liên quan đến tiêm vaccine, chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại trạm y tế của các xã. Đấy. Và sau 28 ngày sau khi tiêm liều thứ nhất thì sẽ lại mời những người tình nguyện đến trạm y tế cũng giống như lần này để mà khám theo dõi sức khỏe và để tiêm vaccine liều thứ hai. Dự kiến ngày 23 tháng 8 sẽ hoàn thành việc tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVID-19. Để xác định tính hiệu quả của vaccine, nhóm nghiên cứu sẽ lấy mẫu máu 3 lần trước khi tiêm, sau tiêm 14 ngày và 6 tháng sau khi tiêm mũi 2. Ghi nhận buổi tiêm đầu tiên diễn ra an toàn, đa số các tình nguyện viên được theo dõi sau tiêm 30 phút đều cảm thấy sức khỏe ổn định và bình thường. Thưa quý vị, mới đây, túi thuốc với đầy đủ loại thuốc cần thiết nhất cho việc điều trị COVID-19 đã được Tổ phản ứng nhanh phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM trao tặng cho các gia đình có F0 điều trị tại nhà. Trong túi có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và kèm theo mã QR để người bệnh có thể tham gia vào nhóm bác sĩ tư vấn tại nhà khi cần có thể hỗ trợ ngay lập tức. Hiện tại bây giờ giãn cách ly và không ai có thể đi mua thuốc được. Mà có đi mua thuốc nữa ngoài người ta cũng không bán, khi trở thành F0 rồi thì không đi được. Cho nên những cái túi thuốc như này, nếu bên y tế mà hỗ trợ sớm cho người dân thì giảm được cái tiên lượng nặng. Hàng ngày, các F0 sẽ thông báo tình trạng bệnh. Qua đó, các bác sĩ sẽ theo dõi và có hướng dẫn, hỗ trợ điều trị cụ thể với từng người. Lãnh đạo địa phương cùng lực lượng y tế sẽ thay phiên nhau chăm sóc và điện thoại thăm hỏi, động viên người bệnh thường xuyên. Tham gia chiến dịch tặng thuốc cho F0, nhiều tình nguyện viên từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Mặt trận Tổ quốc phường, các y bác sĩ và tổ phản ứng nhanh đã trực chiến 24/24. Chỉ cần được báo có cả F0 hay người dân cần thuốc là ngay lập tức sẽ xuống tận nơi trao thuốc cho người bệnh. Công việc dù vất vả, có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng mỗi người đều làm việc hết mình vì người bệnh. Khi mà mình đem được một ít lương thực, thực phẩm hay là thuốc đến cho các nhà F0 kịp thời thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là mình đã được giúp và hỗ trợ cho những cái trường hợp rất là khó khăn hơn mình. Thời gian qua, việc điều trị cho F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà đã góp phần giảm tải đáng kể cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn. Hàng ngàn túi thuốc yêu thương được trao đi là nguồn động viên khích lệ kịp thời để người bệnh yên tâm điều trị và mau khỏi bệnh. Và bây giờ là những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thú vị, một miếng bánh ngọt trong đám cưới của Thái tử Charles và công nương Diana Spencer năm 1981 vừa được mua lại với giá hơn $2,500 trong một cuộc đấu giá,
kèm theo lời cảnh báo là không nên ăn. Đó là một lát bánh hạnh nhân 40 năm tuổi, được phủ một lớp đường bột dày màu trắng và trang trí với hoàng gia huy của Vương quốc Anh. Giá bán lát bánh này cao hơn gấp 3 lần so với mức giá dự kiến khoảng 300 đến 500 bảng Anh. Theo nhà đấu giá Dominic Winter Oceania, lát bánh này vốn được cắt ra từ một chiếc bánh nhiều tầng dành cho các nhân viên tại dinh thự Clarence House. Theo truyền thông Anh, chủ nhân mới của miếng bánh nói trên là ông Gary Layton, đang sống tại thành phố Leeds, miền Bắc của nước Anh. Ông Layton cho biết ông rất muốn bổ sung miếng bánh này vào tài sản của mình. Nó sẽ được dùng làm từ thiện sau khi ông qua đời. Tại Indonesia, một con robot được dân làng chế tạo cho vui, không ngờ giờ đây đã phát huy tác dụng tích cực. Đó là đem thức ăn và niềm vui đến cho những cư dân phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. Là sự kết hợp từ các vật dụng gia đình cũ hỏng như nồi, chảo, màn hình vô tuyến của dân làng Thembogede. Chú robot này hiện được đặt tên theo biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Người lãnh đạo tại ngôi làng thông báo rằng, trước tình hình biến thể Delta mới làm số ca mắc gia tăng, ông quyết định để chú robot phục vụ các hoạt động cộng đồng như phun thuốc khử khuẩn, giao thức ăn và nhu yếu phẩm cho những cư dân đang cách ly. Đầu của robot Delta được làm bằng nội công điện và di chuyển bằng động cơ xe đồ chơi điều khiển từ xa với thời lượng pin chạy 12 tiếng. Sau khi chạy đến nhà của một người dân đang cách ly, loa của nó sẽ phát ra câu chúc bình an. Tiếp theo là tôi đã đem đồ ăn đến, hãy chống khỏe lại nhé. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê công đường, đảm bảo quốc lộ 1 thông suốt trong thời gian chống dịch. Phát hiện vụ phá rừng nguyên sinh quy mô lớn tại Lâm Đồng. Chuyên mục Chuyện ngày mới xin được tri ân các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thú vị, việc kiểm soát đi lại trong thời gian giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhưng kiểm soát không đồng nghĩa với việc ngăn sông, cấm chợ, rào cản cứng nhắc để ảnh hưởng tới việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Sự việc lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mới đây dùng các dải bê tông để chặn ngang quốc lộ 1 gây tắc nghẽn giao thông ở khu vực cửa ngõ giữa Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, một lần nữa cho thấy trong công tác phòng chống dịch rất cần sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa các địa phương đối với những vấn đề mang tính chất vùng liên vùng. Đây là hình ảnh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trong ngày 14 tháng 8 vừa qua. Hàng trăm ô tô, xe tải kẹt cứng trên đường khi lực lượng chức năng Bình Dương dùng các dải bê tông để chặn ngang đường nhằm kiểm soát dịch. Hiệu quả phòng dịch chưa biết thế nào nhưng giao thông ách tắc khiến nhiều tài xế, người dân bức xúc. Chặn thì cũng phải có cái lối nào để mà thoát đường xe thì cái đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà nếu mà lúc nào cũng chặn bê tông vậy thì như ở khu Bình Dương là rất là nhiều. Là nó phương tiện nó lưu thông là nó ủng tắc rất là nhiều. Hôm qua nó em thấy nè, kẹt cả hơn một cây số ấy, từ bên kia sang toàn qua bên này đâu có đi được đâu, nếu mà không giải phóng nhanh còn kẹt nữa. Quốc lộ 1 là tuyến đường huyết mạch trong lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nói riêng cũng như các tỉnh thành khác. Việc kiểm soát sự di chuyển của người dân trong thời gian giãn cách xã hội là cần thiết, nhưng đảm bảo giao thông để lưu thông hàng hóa càng cần thiết hơn, giúp cung ứng hàng hóa cho người dân, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Trước phản ứng của người dân, doanh nghiệp và đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đã tháo dỡ rào chắn bê tông trên quốc lộ 1. Sau khi mở mấy cục bê tông ra, tôi thấy di chuyển đi lại thấy ổn định hơn. Dỡ chốt gì đi thoải mái chứ, hôm nay thì đi rất là thông thoáng. Để phương tiện hàng hóa lưu thông thuận lợi trên quốc lộ 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bình Dương và các tỉnh liên quan tạo điều kiện bố trí làn riêng cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, không kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện tại các chốt. Lực lượng chức năng các địa phương cũng sẽ phối hợp hỗ trợ nhau để vừa đảm bảo giao thông trên toàn tuyến, vừa phòng chống dịch bệnh. Khi qua các cái chốt trạm thì người dân có thể là chụp trên màn hình điện thoại di động để cho cái lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cái khu vực cửa, các cái khu vực cửa 12 chốt trạm này kiểm tra để đối chiếu và giải quyết cho người dân ra vào tại 12 khu vực cửa ngõ. Đặc biệt là các cái xe vận tải có mã QR code thì chúng tôi không kê khai. Trong bối cảnh các tỉnh thành phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16, sự phối hợp đồng bộ thống nhất giữa các địa phương trong việc đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 1
sẽ góp phần ổn định đời sống của người dân và hoạt động kinh tế của cả khu vực phía Nam. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay sẽ là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, vào sáng ngày 18 tháng 8, Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã có báo cáo nhanh về vụ khai thác rừng nguyên sinh trái pháp luật tại tiểu khu 224 xã Phú Sơn, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Hạt đã phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà và Ủy ban dân xã Phú Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Khu vực rừng nguyên sinh bị triệt hạ cách xa khu dân cư giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng. Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà, khu vực này có 11 cây rừng bị cưa hạ, tổng khối lượng gần 40 mét khối gỗ tròn các loại. Trong đó có 9 cây dổi thuộc nhóm 3, khối lượng gần 30 mét khối, một cây hoa ly nhóm 4, khối lượng hơn 4 mét khối và một cây huỳnh đàn nhóm 3, khối lượng hơn 3,7 mét khối. Khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường khoảng hơn 25 mét khối. Đoàn kiểm tra cũng mời hai đối tượng gồm Xin Thuận, 36 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Đà Lạt và Cơ Long Ha Huy, 26 tuổi, ngụ xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt về Ủy ban Nhân dân xã Lát, huyện Lạc Dương làm việc. Bước đầu, hai đối tượng trên khai nhận làm thuê cho ông Nguyễn Văn Hoàng, 57 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Đà Lạt đi phát cây mở đường để kéo gỗ. Tuy nhiên, theo người dân và thực hiện khảo sát thì số lâm sản thiệt hại trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Nhiều cây rừng bị cưa hạ vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra đánh số để đưa vào hồ sơ. Chuyển sang thông tin về giao thông. Thưa quý vị, vào trưa ngày 18 tháng 8, thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ cho biết, lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân một vụ cháy xe đầu kéo xảy ra tại quốc lộ 70, đoạn qua huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc di chuyển trên quốc lộ 70 hướng Yên Bái, Lào Cai. Khi leo dốc đến đoạn thuộc địa phận thôn 2, xã Đồng Quang, huyện Lục Yên, phương tiện bất ngờ lao xuống rãnh nước ven quốc lộ rồi bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành, toàn bộ phần đầu kéo bị cháy rụi hư hỏng. Theo một số nhân chứng, thời điểm chiếc xe bốc cháy, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phần đầu xe rồi lửa bùng lên bao trùm. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Lục Yên đã có mặt phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng ngày 18 tháng 8, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy làm một phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe container chạy trên đường sông Hành, xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi khu công nghệ cao. Khi gần đến giao lộ với đường số 17, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 59X1-15306 do một phụ nữ điều khiển chạy ngược chiều sát lề đường bên phải. Cú va chạm mạnh làm cho người phụ nữ ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhận thông tin, công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, chiếc xe container vừa trong bãi xe chạy ra, còn nạn nhân là chị Phạm Ngọc Lan, 45 tuổi, ngụ phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, làm nhân viên cho một công ty dịch vụ vệ sinh. Quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay xin được dành thời lượng để tri ân các cán bộ chiến sĩ công an đã không quản ngại vất vả và hy sinh xông pha vào tâm dịch phục vụ nhân dân. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên cả nước đang trải qua thời điểm cam go nhất và tại Tây Ninh cũng thế. Vì vậy mà lực lượng công an Tây Ninh đã và đang nỗ lực hết sức mình, góp sức cùng với các lực lượng ở tuyến đầu tham gia chống dịch, giữ gìn an ninh trật tự trên từng địa bàn. Có những cán bộ chiến sĩ đã để lại mẹ già con thơ, có những người gác lại hạnh phúc lứa đôi để đương đầu với mọi hiểm nguy, cùng người dân chống dịch. Và cũng có những chiến sĩ đã hy sinh tuổi xuân của mình để đem lại bình an cho nhân dân. Lo quá, cô gọi cho bác sĩ. Cái bác sĩ nói mình nó trở bệnh nặng hồi hôm rồi đem xuống cấp cứu rồi. Là lúc đó là bắt đầu cô khóc, khóc miết cho tới 10 giờ mấy là bác sĩ gọi nó em nó qua đời rồi. Cô thương nó dữ lắm luôn ở nhà, hai vợ chồng có một mình nó.
mà đứa con nó hiếu thảo nữa. Người mẹ này đã khóc cạn nước mắt vì đứa con trai duy nhất của bà, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ra đi mãi mãi. Không may bị nhiễm Covid-19 lúc tham gia truy vết, anh đã hy sinh khi bệnh trở nặng. Đây là những hình ảnh từ đợt dịch thứ ba ở một khu cách ly trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nhận lệnh công tác trong một chiều cuối tuần, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh tức tốc lên đường. Anh là người thứ ba trong gia đình tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Bà của Đại úy Minh nguyên là Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Tây Ninh. Mẹ của anh là nhân viên y tế học đường, được điều động tham gia phòng chống dịch. Sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà ai cũng sợ rồi thì ai sẽ làm cái nhiệm vụ, chỉ cái công tác chống Covid nó sẽ biết bao giờ mới xong. Nên là bản thân em lúc đó là khi nhận đi là em rất sẵn sàng, trong tâm thế lúc nào là cũng sẵn sàng. Thế nhưng lần nhận lệnh công tác ấy chính là lần cuối cùng anh được cống hiến cho quê hương. Sau khi test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11 tháng 8, triệu chứng bệnh của Đại úy Minh trở nặng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Đại úy Minh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 phút ngày 11 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, gia đình đã đưa lên cụ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Bây giờ chú cứ động viên cô thì cô khóc nhiều hơn, thì chú biểu thôi ráng đi, coi như con đi công tác xa, lâu lâu mới về nó thăm mình là vậy được rồi. Rồi ráng mà sống cho vui vẻ cho con nó vui, chứ mình mà cứ khóc rồi đau bệnh con nó không có vui đâu. Con còn trẻ mà con sống với mẹ chỉ được có ngắn ngủi có 31 năm thôi, bây giờ con đã ra đi cũng vì sự nghiệp chống dịch của đất nước thôi. Giờ con yên nghỉ rồi thì mẹ ở lại, ba mẹ sẽ cố gắng sống tốt. Cô thì nói là bé Bi ơi, cố lên, mẹ yêu cô nhiều lắm. Nghe những lời chia sẻ vừa rồi, những người thực hiện chương trình vô cùng xúc động. Thưa quý vị, thật sự không nỗi đau nào hơn nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vâng, kính thưa quý vị và Phú Khánh biết không, không chỉ là Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, mà gần 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoàn thành, cũng là ngần ấy thời gian lực lượng công an Tây Ninh có lệnh là đi. Từ các chốt kiểm soát trên đường biên giới đến các khu cách ly, đến các chốt kiểm soát trong nội địa, cán bộ chiến sĩ công an Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban ngành và lực lượng y tế địa phương khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc những trường hợp liên quan dịch COVID-19 để giám sát, cách ly và theo dõi đúng quy định. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây để hiểu rõ hơn về công việc của những chiến sĩ mặc áo xanh lá mạ. Quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú tạm vắng và cư trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cách ly dân sự. Thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát liên ngành, kiểm soát phương tiện giao thông, phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân để tuần tra trên các tuyến đường, như công viên. Để qua đó là tuyên truyền nhắc nhở cái số người dân để thực hiện nghiêm chỉnh về cái vấn đề cái chỉ thị 16 thì cái giãn cách xã hội trong cái thời gian phòng chống dịch. Thì anh em trực ở đây được phân công ở đây là xuyên suốt ở đây luôn. Chỉ có cái là ví dụ như ban đêm thì sắp xếp ca nhau để trực gác,
Và bản thân tôi là người cán bộ công an thành phố là mong muốn cho người dân mình là ý thức cũng như ráng cố gắng ở nhà để cho tình hình dịch để mà nó kìm hãm được. Chứ còn mà bây giờ một số người cứ đi lung tung vậy rất là khó khăn vấn đề mà truy vết. Thì mỗi ngày sẽ được chia làm 3 ca. Thì mỗi ca các đồng chí sẽ đứng trực xuyên suốt, kể cả trời nắng hay trời mưa thì đứng cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có phương tiện đi qua là bắt buộc chúng tôi phải kiểm soát. 24 giờ trực chốt, 24 giờ cùng bộ đội biên phòng, dân quân tuần tra kiểm soát trên đường biên, đối mặt với nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Người chiến sĩ công an nhân dân vẫn không quản ngại, bởi mục tiêu cuối cùng là dập được dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho toàn dân. Chúng tôi cũng xin nhắn nhủ với tất cả là nếu thật sự cần thiết thì hãy ra đường và hãy ở nhà và có ý thức với chính bản thân mình để cùng nhau chung tay phòng chống dịch Covid. Thì mong mọi người có ý thức tí để tất cả lực lượng công an, y tế hay là những người làm công tác phòng chống dịch cũng được về với gia đình của họ. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 khốc liệt gian khổ, chưa biết sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng những mất mát của người ở tuyến đầu chống dịch, của chiến sĩ công an nhân dân đã hiện hữu. Vì vậy, để đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống trở lại bình thường, mỗi người hãy góp một phần sức lực bằng những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng chính là hành động ý nghĩa nhất, tri ân người ở tuyến đầu đã luôn thầm lặng hiến thanh xuân cho đất nước yên bình. Thú vị, trong quá trình lên sóng chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi vừa nhận được thông báo từ Công an tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Trại, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đây là sự tri ân và đền đáp xứng đáng cho sự hy sinh của thiếu tá Lê Huỳnh Nhật Minh, người đã tận hiến trái tim mình cho đất nước. Vâng ạ. Dằn lại nỗi nhớ gia đình, gác lại những lo toan thường nhật. Hàng trăm, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung vẫn âm thầm cắm chốt với nhiều đêm trắng. Những hy sinh thầm lặng của họ đã và đang thắp lên niềm tin về ngày chiến thắng dịch Covid-19 không còn xa phía trước. Một lần nữa xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các chiến sĩ công an nhân dân. Cảm ơn các anh đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm song pha trên mặt trận chống dịch như truyền thống vinh quang của lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, Phú Khánh và Việt Anh xin chào và hẹn gặp lại.